chúng con dõi theo Ngài tin mến sát son, để thấy nụ cười từ trong dòng nước mắt nở tươi. Hiệp lời người ca, hiệp lời ca kinh thánh Giuse, là người thơ vô danh khổ nghèo, khiêm nhường vâng theo ý Chúa trong đời mọi nơi. Một đêm
vào hội đường quê hương, Chúa giao truyền chân lý tình thương, ai nghe đều tán thành và thân phục lời Chúa vang danh. Nhưng do lòng thánh kiên về danh phận gia thế tổ tiên, liền quay lại coi thường, không tin nhận đấy Chúa tình thương. Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý, tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới nguồn quang vinh. Kìa vào thời Elia, biết bao người đói khát gần xa, những riêng bà quá phù được phúc lộc của sứ ngôn trao. Hay phong quỳ não thiêu nhưng chưa lành riêng mỗi vị quan, vì đâu cần danh phận hay thân cận khi Chúa dù. Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý, tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới nguồn quang. Chúa buông lời tiếc nuối rằng khi tiên tri được chấp nhận, thân hiếm vận tài chính quê hương, con xin người chỉ hướng, đừng coi thường thân thế một ai, dù danh hèn vô tài, không e ngại quá khứ hầu lại. Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý, tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới nguồn quang. Đã bị từ chối khinh chê, dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý, tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới
tươi sáng huy hoàng. Loài người được sinh giống như hình Thiên Chúa quang linh. Chúa con hết mình cho con người công tác quan cai, canh giữ đất đai, làm bá chủ luôn hết mọi loài. Ôi Thiên Chúa Cha đã sai con một dáng trần, gánh lấy thân phận người lao động trong đời thánh vân để cứu muôn dân ra dương trần. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài luôn mãi, hôm mai trên cân để ở mở rộng nước trời, ý a làm rằng danh Cha. Lộc trời đầy phơi lạnh trong đời như vốn sinh lời, là người quạt xa lúc chủ nhà đi vắng phương xa. Nếu làm lại nhiều trên thiên triều hưởng phúc chủ yêu, ai thiếu tin trung dù vậy vùng cũng sẽ khôn cùng. Ôi Thiên Chúa Cha đã sai con một dáng trần, thân phận người lao động trong đời thánh vân để cứu muôn dân ra dương trần. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài luôn mãi, hôm mai trên cân để ở mở rộng nước trời, ý a vạn hồng ân Chúa ban phần trong cõi gian trần, phục vụ thành tâm giữa thăng trầm vui giúp tha nhân. Nói gì giữa đời nên theo lời của Chúa truyền ban, ngay lúc bất an nhờ sức mạnh ơn thánh phục vụ. Ôi Thiên Chúa Cha đã sai con một dáng trần, gánh lấy thân phận người lao động trong đời thánh vân để cứu muôn dân ra dương trần. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài luôn mãi, trên cân để ở mở rộng nước trời, ý a làm rộng danh Cha. Cần quyền binh
xưng là dưỡng phù. Người sống khiêm nhu bên mẹ xứng vì hiền phu. Ôi Thánh Giuse, ôi Thánh Giuse, Đức Mẹ là ban trăm năm. Xin thương lắng nghe, xin thương lắng nghe. Xin thương đói nhìn.